trọng kính mời Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Tổng thống và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng, sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước. Đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam lạc hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phút mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta là do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Những ngày này đất mãi mãi muôn muôn về sau là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm lên, mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Mời quý vị an tọa. Good morning American, evening Vietnam, good afternoon Norway. Mời quý vị nghe bài nhạc. Chào Hồng Anh, chào bạn sớm. Chào Công Đức Võ.
Island đã đến. Ta sẽ về thăm nước mắt, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất.
Yeah, đó là những cái bài nhạc để chúng ta có một chút cảm xúc về tinh thần chiến đấu và giờ Oi Linh sắp đến. Kính chào tất cả quý vị, quý bà dân làng, kính chào tất cả các quý vị từ Đông sang Tây. Chào Phương Hoàng Lớp, Phương Hoàng Lớp. Ok, tình hình corona hôm nay như thế nào? Tình hình corona hôm nay là báo động đỏ. Phải nói là nó làm cho chúng ta gần như là ai cũng hôn mang hết, giống như giặc nó xét ở bên hè vậy đó. Nó tưởng tượng giống như là trong cái thời kỳ mà chiến tranh ở Việt Nam mà những ngày tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là những ngày tháng đó là những ngày tháng mà làm mình cảm thấy nó băn khoăn, lo lắng. Thì tình hình corona, bệnh hoạn của corona Vũ Hán ngày hôm nay nó tương tự giống như nó làm cái sự áp đảo. Bất cứ cái thứ gì mà mình cảm thấy mình một hôm buổi sáng thức dậy mà mình không cảm thấy nó giống như là vui vẻ hay là khỏe mạnh hay là hầu như giống như mấy đợt trước thì bỗng nhiên cái đầu mình đầu tiên là mình nghĩ ngay là corona liền. Đúng luôn là mình phải nghĩ ngay liền là corona, chắc có lẽ corona ở quanh quanh ở đâu đây. Cho nên cuộc sống ngày hôm nay phải nói là thật sự đáng ngại. Vì nó không có chuyến tiến. Ok, thì nó đỡ bên nào thì cũng mừng cho bên đó đi. Không sao hết. Rồi mấy đâu có người đi tị nạn qua bên đó làm sao. Cho nên khi mà cảm thấy mà tâm tư đầu óc đồ nó không được bình thường đó thì mình nghĩ ngay tới cái chuyện là corona. Đúng rồi, chạy vô trong đó thì cũng tốt thôi. Đúng là vậy. Tình hình ở bên Mỹ như thế nào? Ồ, bên Mỹ phải nói là chào Trần Mỹ Ca. Bên Mỹ thì nó cũng tương tự như vậy. Gần cận ngày đến ngày 3 tháng 11 tới đây, bầu cử lần 2 của Tổng thống Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Hoa Kỳ, phải nói là vô cùng. Mình không biết cái mối dây nơi nào để mình lần nó tới. Đi ra đường thì gặp đủ mọi hình thức, nhiều cái thứ mà ngày xưa giờ nó không có xảy ra, nhưng mà nó lợi dụng tình huống này, nước đục thả câu nó xảy ra. Một nó xảy ra thành 10. Cho nên mình phải nói là thôi thì chào Nguyễn Đăng. Thì thôi thì cứ để chuyện ở bên Mỹ, để cho cái chiêu tiên ở bên Mỹ, cho chiến sĩ ở bên Mỹ giải quyết cái chuyện ở bên Mỹ. Tại vì nếu mà cái chuyện ở bên Mỹ mà để cho người Á Châu mà giải quyết thì nó sai mục đích hết. Tại vì những cái lời phát biểu, những cái tình huống xảy ra bên Mỹ nó không phù hợp cho người Á Châu của chúng ta. Người Á Châu, nhất là cái người ở Đông Nam Á, mà đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta, nó hoàn toàn không thích hợp. Chào Trần Lê Hằng, chào Tiết Trần. Cho nên nó không phù hợp. Như vậy thì cái chuyện ở bên Mỹ dành riêng cho những người nào mà sống ở bên Mỹ để giải quyết, để mà bình luận về cái chuyện ở bên Mỹ. Nó có nhiều cái câu chuyện ở bên Mỹ mà thôi để từ từ nói lát hơn, mình không đi vô cái đề tài. Còn tình hình ở Việt Nam thì sao? Tình hình Việt Nam bây giờ chết hiện tại là trên là 30 hay là 40 gì rồi. Mấy bữa nay tôi không theo dõi mà tôi đoán là cũng phải là trên 30 hoặc là 40 gì đó. Cái số mà gọi là
chết tại chỗ mà có thể đếm được xác á, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 3 mấy, gần 40 vậy đó. Còn những cái thành phần mà chết mà không đếm được xác á, thì nó nhiều lắm. Nó nằm ở đâu, nó cống sáng mà, trời ơi, nó đâu cần kê khai gì đâu. Nó kê khai những cái mà có hàng trăm người thấy thì nó kê khai cái đó vô. Còn nếu không thì nó nói cái bệnh này bệnh trúng gió, bệnh gì đó chứ không phải là corona. Nhưng mà cái mà có thể đếm xét được thì ba mươi mấy, gần 40 gì đó, trong khoảng đó nhất định sẽ trúng một khoản. Thấy không? Cho nên đừng có nói là đợt trước nó tìm cách là nó yếm nhẹm hết, nó không cho có cái sự chết chóc, phải không? Nhưng kỳ này nó cảm thấy là khai mà có chết á, thì sẽ được tiền của các cơ quan thiện nguyện của quốc tế, người ta gửi tiền về cho mình xài, phải không? Cho nên kỳ này nó phải ghi cái xác chết vô để được nhận thêm tiền. Vậy thôi. Chào sư tỷ Đức Mai. Cho nên là đâu có thể, mình không hiểu là ở trong nước có ai nhận được tiền vài chục triệu này tới triệu nọ để ăn sống trong cái thời gian mà bệnh corona cách ly này không. Mình phải nói là ở trong nước nó xa đối với chúng tôi quá. Mà hỏi người trong nước, phần lớn là tôi hỏi người ta trả lời chữ là có, mà ở trên TV người ta trả lời câu đó thôi, quấn bài bù luôn, chứ đâu biết phải làm gì. Thật sự, quấn bài bù luôn. Nhưng mà quý vị không có phải làm sao cho có chứ, tại vì cái số tiền đó, số tiền dành riêng để cho là cung ứng cho người dân, để cho người dân sinh sống, để trả qua khỏi những cái cơn hoạn nạn này. Mà nó cứ giữ nguyên, nó để đó trong đó, nó để trong học tủ riêng của nó là thôi, người dân đâu còn cách nào hơn nữa đó. Chào Tùng Lê. Ok, còn vấn đề chiến sự ở Đông Nam Á thì sao? Xin thưa, mình không biết là cái số chết nếu xảy ra cuộc diện chiến tranh, cái số chết mình không biết có đếm được hay không. Chỉ trả lời câu ngắn gọn như thế đó. Phải nói là người nào cũng là cái tay súng sẵn sàng hết đó quý vị. Trong tay súng sẵn sàng. Bây giờ họ tập cận bình là muốn là hạ nhiệt xuống, nhưng mà ông Tổng thống Donald Trump nói too late. Chứ lấy rồi, bây giờ chỉ có nói anh phải lột xác anh ra thôi, chứ còn anh vẫn còn để xác là Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản của Tàu là không thế nào mà lối thôi được. Cho nên là hãy nhìn kỹ. Chào và Phúc Lê. Phải lột xác đi chứ còn để nguyên xác như thế đó là không bao giờ được. Cho nên bây giờ là không có thể, chiếc xe chiến tranh nó đang trên đà xuống dốc thì là chỉ có ai mà ngăn cản nó là nó nghiền cho nát thêm thôi, chứ còn không có thể mà ngăn chặn được. Ngay lúc này không có ngăn chặn. Nó cũng có một cái nguyên nhân nữa quý vị ơi. Nó cũng có một cái nguyên nhân. Quý vị thấy nước Tàu nó giữ ở trong tay Tập Cận Bình. Cho nên là nó khoảng 10 năm hay 15 năm về trước mà tôi có đọc được một cái bản tin rằng là người Tàu nó muốn dùng cái số tiền nhân dân tệ của nó thay thế tiền Mỹ Kim, tức là tiền đô la của nước Mỹ. Nó muốn là đồng tiền của trên thế giới lưu lượng là có chủ quyền nhất là phải là tiền nhân dân tệ. Nó muốn vậy.
nó có cái nguyên nhân hết đấy, nhưng quý vị, chứ không phải là bỗng nhiên mà Tập Cận Bình mà nêu lên cái câu đó đó. Nhưng mà thế giới thấy nó không có chuẩn lắm, cho nên nó là thế giới gần như là phét lờ, không muốn đáp án lại những cái đề án đó của Tập Cận Bình. Mà lúc đó mình đọc cái bản tin đó mình cảm thấy cũng hơi rụt rè một xíu. Mà thời đó viễn thông giống như thế này thì nó rất là kém. Cho nên là khi mình nghe tin như vậy đó là mình cũng cảm thấy thắc mắc. Nhưng mà bây giờ mình find out ra là mình thấy họ có cái lý nữa. Cái lý của họ là gì? Xin thưa quý vị, họ giữ trong tay của họ cái số công trái phiếu mà người Mỹ nợ người ta 1.074.000 tỷ. Wow, quý vị nghe thấy và đã thấy nó khiếp đảo chưa, trời ơi, 1.074.000 tỷ, thiệt tình. Dù trừ ra 38.000 tỷ của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa kiện Tập Cận Bình, nếu thắng vừa lấy ra 38.000 tỷ thì cũng vẫn Tập Cận Bình vẫn còn là 136.000 tỷ công trái phiếu nắm trên tay của Tập Cận Bình. Cho nên ngày xưa Tập Cận Bình đó nó có cái lý do, nó muốn là cái nhân dân tệ sẽ là đồng tiền lưu lượng mua bán bằng đồng tiền nhân dân tệ, chứ không phải là nó muốn thay đổi cái đồng tiền đô la. Ôm 1.074.000 tỷ, mình không biết mình nói lại hay số tiền nó không biết nó lớn nó dài nào, mình không đoán nổi. Ở trên thế giới này cũng biết được điều đó. Cho nên trên thế giới này bây giờ người ta, bất cứ quốc gia nào cũng phải có 1 hay 2 tờ đơn kiện Tàu Cộng trong lúc này. Bởi vì sao? Bởi vì khi kiện mà thắng rồi á thì không cần thiết phải đi qua bên Tàu để lấy tiền, mà chỉ cần đưa cái phán quyết mà có tòa án nó phán xuống là cái án lệnh được kiện và Tập Cận Bình buộc phải trả, thì người ta không cần ta chạy qua bên Cali hay là qua nước Mỹ, chỉ cần đưa cái tờ giấy phán quyết của tòa án đó là xong, đơn giản như vậy. Cho nên đó là quý vị, bữa nay tôi xin thưa thêm là đây quý vị, chào công tên, chào quý vị mới vài vấn đề. Cho nên quý vị có nhiều người á hỏi tôi, bây giờ tôi phải lặp lại tại vì người ta hỏi mà lúc đó thì tôi không có đầy đủ truyền thông để trả lời cho họ. Họ nói nếu mà chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa kiện thắng Tàu Cộng thì chỉ lấy tiền âm phủ mà trả thôi. Nhưng mà 36.000 tỷ so với lại 1.074.000 tỷ đô la thì 1.074.000 tỷ có bao nhiêu lần 38.000 tỷ quý vị? Trời ơi, nhiều nhiều ơi là nhiều luôn hả? Người ta nói nếu mà kiện thắng là đi qua Tàu lấy tiền âm phủ. Đâu cần thiết phải đi qua Tàu lấy tiền bên Tàu đâu. Ok, nếu mà có tòa phán quyết chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thắng rồi, cái là đưa là cái tờ giấy phán quyết của tòa là đưa lên cho công quyền của người Mỹ. 1.074.000 tỷ trừ ra 36.000 tỷ còn lại 1.036.000 tỷ đấy, vẫn còn con số một hoành tráng luôn. Con số phải nói là gần như mình đọc lẻo lưỡi luôn, con số tiền nó khủng, mình đọc cái con số mà mình cảm thấy lẻo lưỡi luôn.
Cho nên cái con số đó phải nói là, cho nên quý vị mà thắng kiện rồi không cần thiết phải là đi qua bên Tàu đâu quý vị. Nói cho quý vị biết như vậy. Không phải 174 ngàn tỷ mà 1.074 ngàn tỷ. 1.074 ngàn tỷ. Chứ không phải là 174 ngàn tỷ đâu. 1.074 ngàn. Đây là cái con số đó, số bữa hôm qua tôi được đọc ở trên một cái bảng đài phát thanh đó. Trừ ra cho 36.000 tỷ của chính phủ thì còn lại làm bài toán ở trên đây chú, còn lại là 1.036.000 ngàn tỷ nha. Đó còn lại số đó đó. Sao nó lớn quá mình cảm thấy mình quải luôn. Lì tức là sao? Chào Sài Gòn. Tập Cận Bình nó đổ lì ra hả? Đâu có đâu, làm gì? Khi mà ở bên tòa án ở Mỹ mà, khi mà nó nói nó phán quyết rồi, nghĩa là nó nói rồi đồng tiền này là được 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 thừa nhận. Được thừa nhận thì nó giữ đó. Anh biết thừa nhận xong rồi sao? Chính phủ, Tổng thống Đức Quốc công, Tổng thống Đàm Quân ký một cái séc dâng 22.000 tỷ đô la cho nước Mỹ. Thì bỗng nhiên cái nước Mỹ ngầu đó, ngầu một nơi mà có được 22.000 tỷ. Đó. Bỗng nhiên ngồi một nơi là có được 22.000 tỷ. Thì đương nhiên là khi mà Tổng thống Đàm Quân ký chính sách là dâng cho 22.000 tỷ cho nước Mỹ thì nước Mỹ nó được viếng đó. Được viên nó trừ căng bên trong. Rõ ràng. Tôi nợ anh như đó, bây giờ người ta tôi còn có số cần phải trừ khử trong cái tài khoản đó thì trừ khử nhẹ mà. Trong thời buổi này di chuyển vấn đề cái số lượng lớn nó đâu cần phải đem máy bay đi đâu, không cần chở máy bay đi. Cho nên ông Donald Trump ông rất là thích thú cái chuyện này, bởi vì ông biết là bây giờ Tàu Cộng nó tìm cách là nó bán bớt đi, nó bán bớt đi là một số tài khoản đó, nhưng nó còn muốn giữ lại là 800.000 tỷ thôi. Oh man, 800.000 tỷ. Tám trăm ngàn tỷ. Tám trăm ngàn tỷ. Cái đó là phần có Tập Cận Bình muốn 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 giữ lại, bán bớt một phần kia, tức là bán đổ bán tháo thôi. Vậy đó. Tại sao, bây giờ quý vị chào Tony Vương. Ngày xưa mình sống ở bên Mỹ mình nói chứ, ủa tại sao nước Mỹ mà ai cũng phải mắc nợ người ta không, tôi nói người ta không bao giờ mà trả 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 tiền, có tiền người ta cũng chẳng trả, trừ ra những mấy con mà
con của ông cán bộ lớn của cộng sản bây giờ nó qua Mỹ nó mua nhà mà thở đời nay mà nó trả cash, nó trả tiền mặt, nó trả đứt luôn. Thí dụ mua nhà đó là 10 triệu nó trả 10 triệu luôn. Đấy, dễ. Đó. Nhưng mà thôi bỏ cái đám đó nó tiền bạc biển mà. Người bên Mỹ là gần như là cái văn hóa luôn, ở nước Mỹ mà không có mắc nợ là dại. Phải mắc nợ mới khôn. Khi mà mình đọc về cái tài liệu là chào Trần Phú, chào quý vị mới vào vấn đề. Khi mà mình đọc cái tài liệu về vấn đề mà nợ đó hay lắm quý vị. Quý vị nào rảnh vô đọc về vấn đề mà công trái phiếu đó, rồi quý vị nghe người ta bình luận về vấn đề mà phải có nợ. Nhờ cái mắc nợ mà nước Mỹ nó mạnh lên tới ngày hôm nay. Bởi vì sao? Bởi vì nó cài cái câu mà nó bứt bứt dây động rừng á, cũng hay, nó cũng giống giống như cái tình huống mà mắc mắc nợ ở bên Mỹ. Mình nói chữ mắc nợ cho nó dễ hiểu, nó công trái phiếu nhiều người ta không hiểu, ta không biết như thế gì như thế nào là ta chén. Nó giống như là vô rừng mình bứt một sợi dây, mà bứt một sợi thì nó động các cái rừng. Cho nên cái tình hình ở nước Mỹ ngày hôm nay nó mắc nợ, phải nói cái khoản nợ mà tôi mới được biết hồi chiều hôm qua nó toát mồ hôi luôn. Tôi chỉ nghĩ rằng ở đâu lớp khoảng ở chừng khoảng là 100.000 tỷ gì đó thôi, là tới đó là cùng. Bởi vì mấy hôm nay là Tổng thống Donald Trump phát lệnh ra là cấp cho 1.000 tỷ rồi, 2.000 tỷ đồ, phải không? Thì cái chuyện đó là thường. 1.000 tỷ, 2.000 tỷ cấp ra cho quốc dân là bình thường, mà còn cái này là mắc nợ cho tới còn số nợ tới là 7.074.000 tỷ. Số gì đâu mình đọc mình lẻo lưỡi thôi. Thôi bỏ qua cái chuyện đó. Cho nên đó là Tổng thống Đặng Minh Quân biết được cái điều đó, cho nên là turn một cái dòng là không kiện đi qua ICC ở La Hay chi nó xa, còn kiện ngay nhờ đoàn luật sư của Hoa Kỳ, kiện ngay ở tại liên bang Hoa Kỳ, tòa án liên bang Hoa Kỳ là đủ rồi. Đó là luật sư của Hoa Kỳ đề nghị đó nha. Xin phép. Bởi vì cái tiểu bang liên bang Hoa Kỳ nó cũng nhận chồng hồ sơ vậy đó, cũng những người, những cơ quan khác người ta cũng kiện Tàu Cộng ngày hôm nay. Cho nên Tập Cận Bình mơ ước tới cái năm 2025 cái gì cũng là ma dê từ Tàu cả, ha? Bất cứ sản phẩm gì cũng là được ma dê từ từ nước Tàu hết. Nó mơ gì đó. Nhưng mà bây giờ ông Donald Trump ông cắt hết. Ông cắt hết từng khúc. Cho nên cái đường lưỡi bò của Tập Cận Bình gần như là vô dụng. Bây giờ không không có thể là ngậm cỏ ăn được nữa, chứ đừng có nói là liếm qua cỏ bà hàng xóm. Đúng không? Bây giờ mà đừng có nói là liếm là cờ nậu, là liếm môi liếm mép cũng liếm chưa được, chứ đừng có nói là liếm qua. Để đó, đúng rồi đó, Phượng Hồn Lửa viết cái câu đó nghe rõ hơn á. Con số gì mà nó lớn quá, thì ra mình lẹo lưỡi. Đó, đọc 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 cái message của Phượng Hồn Lửa đó. Còn nhiều trong trong cái cuốn sách, mình gọi là cuốn sách chứ không phải là, còn tại vì chính phủ Đại Tâm Việt Nam họ mình kiện mà kê trong đó, nó là thành như là giống như một một cái cuốn sách kê hết tội trạng,
nào là tên gián điệp Hồ Chí Minh và Việt Nam, rồi gây ra hai cuộc chiến, tôi nói là vô nhân đạo. Cái đó là Tập Cận Bình là trả sặc máu luôn. Vì thế mà cái tình huống sắp tới đây là cái tình huống phải nói là người Việt Nam và quá là chúng ta bỗng nhiên chúng ta được lai sanh, được hiện diện chứng kiến cái tình huống mà mình nghĩ trong đời người khó mà để mà thưởng thức, mà không ngờ nó xảy ra trong cái thời của chúng ta hiện nay để mình xem ha. Phải nói rằng là nguyên cả một dọc lịch sử từ thượng cổ cho đến tới vừa rồi thì biết bao nhiêu các vị anh hùng bên Việt Nam chúng ta mà đánh quân Tàu Cộng rồi là tiêu diệt điều này điều nọ, mà mình đọc lịch sử mình thấy oai hùng, mà mình nói cho ước gì lúc đó mình có, mình nghe, mình nhìn thấy, chứng kiến những cái tình huống mà phải nói là quanh quanh liệt liệt. Nhưng mà ngày hôm nay có những cái còn quanh quanh liệt liệt gấp mấy ngàn lần cái thời xưa đó, mà không cần dùng tới súng đạn, không cần dùng tới xe tăng đại pháo, không cần cái mà nhất tướng công thành vạn cốt khô nữa, mà bốc chiến tự nhiên thành. Mai sau tôi nói lịch sử, mấy ông mà viết sử, ông tranh nhau, ông viết những cái giai đoạn này đấy, những vị viết tha hồ và viết, tôi nói viết líu lo luôn. Rồi lại thêm có người Huynh Bảo Phu là tổng thống phải do người dân bầu mới đúng. Chúng tôi ở nước ngoài đây có bao nhiêu người dân thì chúng tôi đã bầu dồn hết bao nhiêu về đây là mức 4 triệu mấy 5 triệu người, chúng tôi dồn hết cái số người ở đây chúng tôi bầu lên rồi, còn đòi gì nữa đây giờ, thiệt tình còn đòi gì nữa đây bây giờ hả? Lịch sử nước Việt Nam để lại có cái ông nào mà ông được bầu lên làm ông vua không vậy, Huỳnh Bảo Phu? Có cái ông Đinh Bộ Lĩnh, ông được quyền bầu lên làm vua không vậy? Ông Lê Hoàn có được quyền bầu lên làm vua không vậy? Ông Lý Công Uẩn có được bầu lên làm vua không vậy? Ông Lê Lợi có được bầu lên làm vua không vậy? Ngay cái lúc tiên khởi, người ta phải tự túc, tự cường, tự xưng để có một cái danh xưng rõ để mà thu thập quần hùng bốn phương đánh giặc ngoại xâm. Hiểu chưa? Giờ này lên đây còn hỏi, đặt những cái câu hỏi có nghĩa thập gậy ở trong đây, không biết thì ngồi đó mà nghe. Đừng có nói là phải người dân bầu như thế này, phải người dân bầu như thế kia. Chúng tôi tìm đủ một cách để lập lên một cái thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để cho chúng ta tư nương tựa ở đó mà đánh quân ngoại xâm, phải không? Nhìn đọc lịch sử lại xem có Đức Trần Hưng Đạo, xin lỗi, Đức Lê Lợi, có ai bầu ổng lên không? Ổng yêu cầu tất cả các học sĩ hãy bước vô trong cái tổ chức của ngài để cùng với quân Minh. Đã không bước vô tổ chức mà còn đi kêu quân Minh đi bắt ông Lê Lợi nữa, thấy không? Rồi ngài Lê Lợi phải bỏ kinh đô mà chạy lên rừng, nắm được cái tay của Khai Quốc Công Thần Nghiễm Trãi, lên trên đó hai thầy trò ở trong núi đi cày đi bừa ở trên đó mà sanh nhai. Chứ ngay lúc đó có ai chịu ngồi lại đâu, lịch sử vẫn còn đó, thấy chưa? Có ai chịu ngồi lại đâu. Ngày xưa là Đinh Thiên Hoàng, thấy không, 12 sứ quân có ai chịu ngồi lại đâu, có ai chịu ngồi lại để mà cùng nhau mà để đánh giặc Tàu đâu. Người nào cũng là một sứ giả riêng biệt của mình, đứng trên một cái đỉnh cao riêng của mình, một thái cực riêng của mình, có quân tướng riêng của mình, rồi chọn nhau trong 12 sứ quân chọn thôi. Nhưng mà có ai bầu lên Đinh Bộ Lĩnh để mà làm vua, để mà thu thập 12 sứ quân đâu.
con mình ông quýnh cho người ta tâm phục khẩu phục. Thấy không? Thứ thờ nào cũng vậy hết. Ngày xưa người ta nói làm gì thờ sau này có được giống như thờ lúc trước. Nhưng mà thờ nào nó cũng vậy, đừng có nói là thờ 21, 22. Thờ nào cũng có cái loại lưu manh đốn bạc, cái thờ nào cũng có cái cảm giết cha giết chú, cái thờ nào cũng là mẹ mẹ đánh con, thờ nào cũng có. Chứ đừng có nói thờ 21, thờ 21 làm gì có mà mẹ mà đi đánh con, mẹ mà hút phân đổ vô miệng con mà hút phân đổ vô miệng mẹ bây giờ. Làm gì có, nhưng mà có. Đừng nói thế kỷ 21 này không có đứa con chửi thằng cha thằng này thằng nọ nha. Đừng bao giờ nói thế kỷ 21 thế kỷ văn minh mà không có thằng con nào mà nó đạp cha ra khỏi nhà đâu nha. Thì đừng có nói là thế kỷ 21 này là nó không có thể nào mà nó có cái bọn vua liêm sĩ, thiếu bọn vua liêm sĩ nha. Nancy Pelosi mà không biết cái phong độ tác phong của mình đứng đằng sau tổng thống Donald Trump xé tờ giấy rẹt 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 khi người ta đang diễn thuyết trong trước cái quần hùng như thế. Bà nói sao nếu mà cái bà mà không kiên nhẫn mà bà mà không đủ lễ độ thì bà săn quần bà ngồi lên trên cái bàn đó luôn, đúng không? Thế kỷ 21 gì nội cái đầu của mấy người ở trong nước mà vẫn còn tôn thờ cái tên Hồ Chí Minh đó, tên Hồ Chí Minh đó là hai con nít mà cũng đem vô thờ trong cái nhà thờ để mà thờ trong đó đó, thế kỷ 21 đó, thờ con quỷ sứ lên thành thế kỷ 21 à. Một cái con quỷ sứ râu xanh nó hại con nít dễ mà khi nó chết rồi cũng đem vô đặt tượng vàng để mà thờ ngang hàng với các vị thánh thánh cha ở trong trong thờ trong nhà thờ trong trong nhà chùa đó, thế kỷ 21 á, còn là thờ loài quỷ sứ không, đúng không? Thiệt khổ. Thế kỷ 21, cái thế kỷ không có 21 á thì nói rằng thế kỷ đó nó xưa rồi, nó lụng bãi rồi. Nhưng mà lại không có thấy người con mà hút phân mà đổ vô miệng mẹ được. Nhưng mà bữa nay thế kỷ 21 nó văn minh đến mức độ mà nó thấy người mẹ già yếu đuối không có khả năng đi ra ngoài đi cầu được cầu ở trong nhà dễ mà đứa con nó quét 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 cục phân nó rồi nó trút lên mặt bà mẹ của mình phải nó nhìn thấy đứt ruột luôn á. Mới chào Đinh Phụng Nguyên mà mình thấy clip đó, mình vừa thấy cái là mình lo mình quẹt đi chỗ khác là mình không dám luôn, không dám nhìn luôn. Mình nhìn vô mình thấy đứt ruột. Vậy mà có người lên đây nó phe là thế kỷ 21 rồi, trời thế kỷ 21 gì mà đem cái thằng mà nó hà hiếp con nít mà đem vô chùa mà thờ ai vô cũng lạy mà còn xin số đề nữa, trời ơi, về đánh tao lấy bán nhà bán cửa mà kêu con vợ đi làm đĩ để mà lấy tiền về để mà đi đánh số đề thì không biết nhục đó, thế kỷ 21 đó. Rồi lên còn nói rằng là phải có ai bầu thì mới được quyền làm tổng thống. Nên nhớ tiên đầu nhất người ta phải có một cái tên để mà xưng, để mà gọi, để thu thập quần hùng bốn phương. Rồi từ từ đó người ta lên, người ta mới là đề nghị lên là cái chức thủ tướng. Có nguyên cả là ba thế hệ được thừa nhận ở trong đó. Rồi dựa vào đó chúng ta trưng cầu dân ý đã có trên 5 triệu phiếu, tức là 5% của tổng số của người Việt quốc gia rồi. Rồi trở lên làm tổng thống. Còn đòi gì nữa? Sao không lên đòi ông các vị tiên đế của Việt Nam mà Đinh Thiên Hoàng ai bầu ông đó lên làm tướng để mà thu thập được 12 sứ quân rồi lên lập nên đại thắng Minh Hoàng Đế. Ai bầu ông đó lên? Rồi ai bầu cái thằng cha mà đi dắt ngựa cho Nam Việt Vương Đinh Liễn, Lê Hoàng?
mà cũng là đi đi lên làm vua, tạo dựng ra cái triều đại nhà Lê để cho thế giới Việt, để cho người Việt Nam được có cái lịch sử nối liền theo thời gian để mà học, để mà tiến thân. Ai bầu mấy người đó lên làm vua vậy? Ai bầu là Lê Hoàng lên làm vua? Ai ai bầu nhà Lý lên lên làm vua đầu tiên vậy? Lịch sử để đó mà không chịu học, bày đặt vô là ghi là đây là thời kỳ 21 đi thờ quý sứ ở trong chùa, thời kỳ 21 mà con hút phân đổ vô miệng người mẹ đó, thời kỳ 21 á. Đó, thế kỷ 21 đó, đọc cái mấy sách của Phượng Hoàng Lửa đó, thế kỷ 21 đó, thế kỷ văn minh nhất á. Về đọc lại lịch sử đi, lên đây chia sẻ cho người ta học hỏi, đừng để cho người ta ngạo báng như thế, là người ta xem thường. Nhất là cái bộ óc của Việt Nam là bộ óc không nên để cho mọi người xem thường, để óc văn minh đáo để, hiểu không? Để ốc là tiếp thu vô là không có đủ nguồn để tiếp thu, ra đời học khôn còn học dại nữa. Đó là văn hóa của Việt Nam dạy cho quốc dân Việt Nam chúng ta, chứ không phải ra đường chỉ có học dại, học khôn không đâu. Học khôn mà sẽ không biết đường ngõ đâu mà đi, hiểu chưa? Phải học dại nữa để chỉnh đốn cái khôn của mình để mà tiến thân. Thấy thằng khác nó lên đây nó đánh mà nó rải sa mù sa mưa trên đây rồi mình bắt chước lên làm như vậy là sai, không? Tôi nói ở đây, tôi nói những điều này là để chúng ta cùng chia sẻ lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, chứ không phải là miệt thị hay là chà đạp ai cả. Trên diễn đàn của tôi là trên diễn đàn chia sẻ cái trách nhiệm của mình, hướng dẫn cho nhau, chia sẻ cho nhau nghe. Chứ trên đây chẳng có ai làm thầy và chẳng có ai là trò trên đây cả. Nhớ chưa? Đừng có hướng dẫn chúng tôi niên kỷ này, niên kỷ 21 là văn minh nhất. Đó, ở trong nước là văn minh. Văn minh là làm chủ tịch thì đi làm tay sai chân giặc. Wow, thế kỷ 21 đó. Thì tình. Thế kỷ 21 bây giờ đi nhận tiền của Tàu, ông gì Chung Chung gì đó, Nguyễn Chung hay gì đó, Chương Chung gì đó ở về Hà Nội. Rồi chúng nó là giết cha giết mẹ lẫn nhau, nó ăn nhậu nhau, rồi nó xô nhau lột xuống dưới tầng lầu thứ 8, tầng lầu thứ 24 gì đó. Nó giết nhau phải nói là giống như là một cái loài mà ở trong một cái thế kỷ mà thế kỷ zero. Bây giờ nó sống mà nó giết nhau, nó bát xạo lẫn nhau. Giống như cái thời thế kỷ zero ấy. Mà nó nhớ bây giờ thế kỷ 21 rồi, giống như cái anh chàng kia nói, người Huỳnh Bảo Phu nói thời buổi thế kỷ 21 rồi mình ăn tươi nước sống với nhau mà thấy kinh khiếp. Bây giờ nó tìm đủ một cách, nó lấy tiền của nhân dân, nó ra ngoài, ra nước ngoài, nó mua cho bằng được là cái hộ chiếu để mai sau nó nương theo cái bè đó để nó đi tị nạn. Bắt chước giống như tụi này nè, chạy ra nước ngoài để mà giành bơ thừa sữa cặn của tụi này để mà ăn. Giống như tập đoàn cộng sản, bây giờ con cái của nó đi ra ngập trời nước ngoài ra giành bơ thừa sữa cặn của chúng tôi. Chào Victor Ngô, chào Kim Trần. Như ta nước ngồi dành bơ thừa sữa cặn. Thế kỷ 21, thế kỷ gì mà dành giật, thấy mà lạ. Khổ. Xin phép quý vị. Ở đời mình nghĩ Nguyễn Đức Chung, đúng rồi ạ. Đó nó làm tay sai, nó làm tay sai cho nó nhận biết bao nhiêu tiền nhân tệ con Tập Cận Bình ra, đứng lên sẽ là sẽ bán đi một phần đất lớn ở
khi mà nội ứng chứ, khi tình huống đến nội ứng. Bây giờ đã lòi chành ra hết, ăn chia, ăn không đủ chia, ăn không điều chia, không đủ. Đâu phải chỉ có một người tên Nguyễn Đức Chung gì đâu, mai mốt coi, nó lòi chành ra hết, thằng này khai thằng kia, kia khai thằng nọ. Nó biết nó phải lập công để chi, để sống còn trong cái thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa sắp xảy ra đây. Cũng như là cái ông Nguyễn, ông gì Hải gì đó, ông gì Hải về ông làm ở cái quận gì trong Sài Gòn, bây giờ ông không thèm làm việc nữa. Cái ông mà ông đi đá giỏ sách buôn bán của mấy bà già dọc vỉa hè, ông đá một chục cũng phẹt tứ tung luôn sèn hết. Rồi ông nghe được cái tin là Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sắp sửa trở về, ông không còn muốn làm việc nữa. Bây giờ ông đi làm ơn phước đức, để chi, để một ngày gần đây Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa về, thì ông lại gọi là nương cái bè từ ngày hôm nay để mà vượt khỏi cái con sông chết chóc đó. Ông Hải đó cũng không. Nhưng mà không ai hỏi, ô sao mà ông lương ông lãnh tháng bao nhiêu tiền mà sao bây giờ ông tiền nhiều quá, ông mua xe, ông đi chở bệnh nhân, rồi ông cấp nhà ông cho người ta ở đồ miễn phí, hay tiền ở đâu? Phải hỏi ông đó, năm nay thế kỷ 21 rồi. Hỏi ông Hải đó, tiền ông ở đâu mà sao bây giờ ông làm từ thiện dữ quá vậy? Trời đất ơi. Có cái ông sư ở trong chùa kia, có cái Phật tử người ta hỏi ông sư hỏi cho, dạ thưa thầy, tại sao là có một người kia bỏ hết tiền bạc ra giúp đỡ người khác mà người đó cũng cảm thấy bị đọa đầy đồ hồi vậy? Ông sư trả lời một câu ngộ ngàng, người kia mình có mắt thường mình nhìn thấy người đó đi lấy tiền ra giúp đời, chứ thật ra cái tiền đó là tiền họ ăn trộm ăn cắp trong cái thời nào đó, bây giờ họ đem ra họ giúp. Họ đâu phải là đồng tiền cá nhân, mồ hôi nước mắt của họ tìm ra đâu, mà họ ăn cắp ăn giật. Bây giờ họ thích trở ra, bây giờ họ đem ra họ bố thí, mà mình mắt thường nhìn giống như là họ nhân từ lắm, thật ra họ có nhân từ quý gì đâu. Cho nên trong những thời buổi này, những con người nào mà làm việc gì mình đặt những câu hỏi, thấy Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sắp sửa trở về nước rồi đó nha, tìm đủ một cách đó là bắt này bắt kia nhốt, bắt nợ nhốt, rồi mai mốt vậy nói tôi biết là mấy cái đám này nó phá hại đất nước, tôi bắt tôi nhốt trước hết, cho nên mới giữ gìn được còn lại ngày hôm nay cho Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về có chỗ để làm việc, để phục vụ quốc dân đó chứ. Chứ không có chúng tôi là nó bén hết trơn rồi, vậy chúng tôi cũng có cái công trong Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đó chứ. Cái kiểu đó, trời ơi, cặp mắt cái chúng tôi mấy ông chui qua không lọt đâu. Nhưng dẫu sao có còn hơn không, cái việc làm cho tốt đi, bởi vì đừng có mít lòng quốc dân, đừng có hại quốc dân ngày hôm nay thì mai sau sẽ bớt đi cái gánh nặng đè chịu trên đôi vai của các ông. Hãy tương tự làm như là ông Hải đó, họ tên ông biết mà mình cứ nhớ tên ông Hải. Ông làm việc ở trong cái quận nào đó ở Sài Gòn. Làm như thế đó, ít nhất cũng làm cho quốc dân Việt Nam nó vơi bớt đi cái sự mà tức tối. Trời ơi, thiên hạ mà tức tối lên thì đừng có nói lâu thôi. Đúng rồi, không có thể đâu mà lấy giải thương mà che mắt thánh được. Cho nên đó là tức tối, hạ thiên hạ mà tức tối lên thì thường không biết là chỉ là lửa củi nó tấp tới mà thôi. Cho nên hãy tìm cách bắt hết thằng này nhốt, bắt hết nó nhốt, mai sau kể chiến công của mình trước quốc dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chào Anna Maria. Cho nên quý vị, tất cả những hành vi của quý vị cộng đảng viên Đảng Cộng sản làm ngày hôm nay là không chạy thoát một nét gì trong ánh mắt của chúng tôi. Nhưng dẫu sao quý vị biết được giác ngộ sớm thì nó đỡ hơn, để khi chúng tôi trở về nước
thì chúng tôi không ngăn cản nổi cái lệnh của quốc dân. Lệnh quốc dân là lệnh trời. Chúng tôi thừa lệnh quốc dân mà chúng tôi là hành sự thôi. Cho nên cái ông ngày hôm nay là cái ông mà những cái bọn mà cái gì đã đi uống rượu ở trong nước thế kỷ 21 đó, uống rượu à, rồi cái là đi ra đường là thiếu tiền trả tiền rượu, ra đường phẹt, bất cứ thằng nào cũng phẹt hết. Thấy cũng hay. Rồi có thằng con ngã kia nó lái chiếc xe hơi của nó giấu giấu trong một cái vỉa hè này kia, cái nó bắn độ mà ở ngoài đường thì để là 70 độ, mà ở trong cái máy nó để bắn độ là chỉ có 60 độ gì đó. Bị thằng kia nó tới nó tìm cách nó phai đao ra. Anh kia lật đật nào cuốn máy rồi bỏ trên xe chạy đó. Nó tìm đủ một cách thôi, nói là mấy cái thứ đó, một cái thứ rất là lũng đoạn của xã hội đó, thế kỷ 21 á. Khổ. Người nào dám lên đây khoe thế kỷ 21 mà xử sự những cái tình huống, tao nói nó tệ hơn là thời thế kỷ zero luôn á. Thật tình. Ông Đoàn Ngọc Hải đúng rồi đó. Ông mà lùng lùng mà đi ra đường phố Sài Gòn mà đá hết cái vỏ gánh bán bưng, mua gánh bán bưng của người dân nghèo, ông đá rầm. Rồi ông thấy ông giải quyết không được. Rồi kia là từ đó là ông xin nghỉ việc. Xin nghỉ việc xong rồi bây giờ ông đi mua chiếc xe cứu thương, ông chạy, ông chở miễn phí cho người ta. Rồi cái gì, rồi bây giờ nghe nói ông đang tính mua miếng đất đó mấy tỷ để ông cấp nhà 4 tầng để mà cho những người thất nghiệp dẹp vỉa hè, đúng rồi đó. Bây giờ chỉ hỏi ông câu, lương ông bao nhiêu tiền mà ông bây giờ ông có số tiền mà ông để đi làm từ thiện như thế đó? Hỏi ông câu đó. Người ta sẽ nói cho trời ơi, tới lại ông Hải này lại thì ông giống như ông Phật vậy đó. Trên thế giới thế kỷ 21 rồi, có ai mà bỏ tiền ra mà hàng tỷ tỷ mà để cứu người nghèo mà ông bỏ ra? Chắc ông này là ông Phật. Nhưng mà đâu có biết là ông hút máu của người dân, ông lấy con số tiền để ngày hôm nay ông trang trải ra. Nhưng dẫu sao ông cũng giác ngộ sớm cũng tốt thôi. Ông giác ngộ sớm thì cũng tốt. Để mai sau lửa củi từ thiên hạ của Việt Nam không đổ tấp lên thiêu đốt con người con đó. Tình hình bên Mỹ, mình phải thưa một chút chuyện. Hồi nãy mình thưa bỗng nhiên ở trong đầu mình nhớ ra câu chuyện ở bên Mỹ mà nó xảy ra cho một cái người mà uy quyền thứ hai của nước Mỹ luôn á quý vị. Quý vị biết tôi nói cái bà nào, tức là cái bà già hết máu Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Quốc hội. Bà ra lệnh là tất cả ai cũng đều phải mang khẩu trang, thấy không? Bởi vì ông Tổng thống Donald Trump đi đâu cũng không có mang khẩu trang cả. Nhưng mà cho nên bà tìm đủ một cách là bà cài độ với lại ông Tổng thống Donald Trump, là bà ra lệnh nhất quốc dân Việt Nam phải mang khẩu trang, đi ra đường phải mang khẩu trang. Và phải là bà lại ra lệnh trong cái khu, một cái khu mà bà sắp sửa tới, mà trước đó bà ra lệnh là nơi đó không được phép mở cửa. Vậy mà bà ra đó là bà làm móng tay, bà hớt tóc, hớt tiết đồ, bà hớt tóc, mà bà bước ra lại cái khẩu trang bà lại để dưới cằn cổ bà không có đeo lên trên. Hôm nay tôi nói đúng là gậy ông đập lưng ông thiệt. mọi người hôm nay phải bắt chước ông Hải đi. Quốc dân Việt Nam mà coi ra từ tốn, tổng thống Đào Minh Quân rất là từ tốn, Đức Quốc Công chúng ta rất là từ tốn. Bởi vì ở trong cái hiến pháp đề rất rõ là bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Cho nên là hãy tạo những cơ hội ngày hôm nay trước khi để too late,
Đừng có như Tập Cận Bình mà gọi điện thoại qua nói chuyện với Tổng thống Donald Trump. Chúng ta bây giờ hồ hởn lại chứ làm ăn kinh tế rồi nha. Thế này thế nọ. Tổng thống Donald Trump, no, I'm busy now, man. It's too late to talk about it. Cho tôi bây giờ đang bận rộn chuyện bầu cử đây mà ông có nói chuyện lôi thôi rồi. Tình huống nó đã trễ quá rồi. Mấy tháng trước tôi đã nói quá chừng rồi. Ông không chịu bây giờ bắt đầu đi qua. Ông nói chuyện vấn đề mà thương lượng làm kinh tế cũng tiếc gì đó. Trời ơi. Đảng Cộng sản là phải nói có những các là thiên sứ giống như Tổng thống Donald Trump như trị mới được. Hoặc là giống như thiên sứ như Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Quân trị như vậy đó. Không cần phải dùng tới vũ khí với cây súng sắt với viên đạn đồng mà cũng có thể là buộc những tên ác quỷ kia là tâm phục khẩu phục những ngày tháng gần đây nhất. Những ngày tháng gần đây nhất. Tổng thống Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công của chúng ta là cho Cộng sản là hàng ngàn tới hàng ngàn cái cơ hội rồi, chứ không phải vừa rồi. Đừng có too late giống như hello Tập Cận, xin lỗi, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Đừng có để như Tập Cận Bình ngày hôm nay, trễ quá rồi, gọi điện thoại người ta không tiếp nữa. Nên nhớ, gọi điện thoại người ta không tiếp nữa. Xin phép. Tất cả các giới chức máu mặt của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay tìm đủ mọi cách liên lạc với lại Đức Quốc Công của chúng ta. Tìm đủ mọi cách cận kề đến tụng nghi được. Nhưng mà đâu có được đâu. Ngài Tổng thống Đặng Quân lúc nào cũng có câu mộ và để trả lời. Anh đến tôi welcome anh được. Nhưng chỉ có một điều. Chúng ta là người Việt với nhau đường đường chính chính. Những cái gì anh nói, những cái gì anh đi đến chúng tôi phải ghi trên một cái video nào đó. Chứ không phải là tôi với anh nói chuyện giống như là mấy cái thứ mục đồng ở ngoài rừng rú đâu. Tức là ghi xuống, anh tới đây, anh là ai, mấy chức vụ gì, anh tới Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa này như thế nào. Nhất xảy ra đều phải ghi, phải record lại hết tất cả. Thu băng, thu âm lại hết tất cả. Nó tới nó tìm đủ một cách đó, cận kề Đức Quốc Công để mà thương lượng một chuyện mà phải nói là quá trời lấp biển luôn đó quý vị. Đương nhiên rồi. Quỳnh bà Huỳnh Bảo Phu nói câu này tôi thấy được á, nhưng mà nói câu hồi trước hồi nãy không được, thấy không? Lịch sử để đó, chúng ta làm việc ngày hôm nay dựa vào lịch sử, mà lịch sử gần như cũng là cái văn hóa luôn, gần như chứ không phải là lịch sử là văn hóa đâu, tầm bậy nói như vậy đâu không đúng, mà bởi vì nó lâu quá mà chúng ta lại dựa vào đó để nên dốc nên hình ngày hôm nay thì gần như gọi nó như là văn hóa luôn vậy đó. Cho nên nó là lịch sử nó để lại chúng ta ngay lúc tiên đầu, ngay cái lúc mà chỗ zero đó, ngay chỗ đó ai bầu lên lúc đó làm sao Quỳnh Bảo cho Phu biết như thế nào, hoặc là tôi biết như thế nào để tôi bầu Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Quân ngày hôm nay, ngay cái lúc đó đó, cái lúc mà ngày 16 tháng 5 1979 80 ngài đặt chân đến tới nước Mỹ, thì lúc đó biết ngài là ai mà tôi hay là Quỳnh Bảo Phu có thể là bầu. Lúc đó phải tìm đủ một cách, ngài phải tự đứng lên nói, ngài phải tự xưng mình, rồi lúc đó chúng ta mới bước vô chứ. Chứ lúc đó ngài không đứng lên nói, ngài không tự xưng thì làm sao mình đâu có biết ai đâu. Đi tìm. Tôi đi tìm nè. Cái đầu tôi hết tóc. Bởi vì cũng đi tìm. Đi tìm người để mình phò tá phục vụ. Cái đầu tôi hết tóc rồi. Cho nên phải chờ Đức Quốc Công chúng ta là phải tự tiên xưng lên.
Đó, rồi mình bước vô trong đó, rồi mình mới củng cố nhân lực và trí lực từ trong đó. Giống cũng như là Đinh Thiên Hoàng ngày xưa vậy đó. Đi chăn bò ngoài đồng ruộng. Mà mơ ước, ngày kia tao lớn lên là tao sẽ làm vua, tao sẽ làm đánh mấy thằng cà chớn. Nhưng mà lớn lên, ông đi đánh mấy thằng cà chớn trước. Đâu có ai bầu ông đâu. Từ cái lúc mà ông có cái khí phách, ngay cái lúc mà ông đi chăn bò. Cái khí phách từ đó. Chứ có quốc dân nào mà tạo cho ông có cái khí phách đó đâu. Rồi ông lên, có ai bầu ông đâu. Mà ông thấy là gì mà 12 sứ quân ngày tao quýnh với nhau hoài, ông tức quá. Ông nói, ông xài tay áo lên, mà tao quýnh từng thằng một, thử coi. Ông quýnh từng thằng một, ông quýnh đâu thằng đó. Lịch sử mới để lại nó, chờ ở ngày đánh đâu thắng đó thì thôi ngày phải lập nên một cái triều đại gọi là Đại Thắng. Đại Thắng Minh Hoàng Đế, phải đặt cái câu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Đại thắng là gì? Ta quân đầu thắng đó, thắng lớn, minh là rõ ràng, minh bạch. Mới có lịch sử để ngày hôm nay chúng ta quân quân liệt liệt học và ghi khắc ghi tâm là cái chỗ đó. Chứ đâu có ai lúc đó, có ai lo chạy giặc, không có ai biết ông Đinh Bộ Lĩnh là ai đâu mà bầu. Rồi cái là ông Lê Hoàng. Ông Lê Hoàng, ông là người đi chăn ngựa cho Nam Việt Vương xin lỗi, Nam Việt Vương Đinh Nam Việt Vương Đinh Liễn cũng là đi ớt ở đi chăn trậu, mới sanh ra nghèo khổ cũng cho đi ớt ở làm con nuôi người này người nọ, chứ đâu phải là ông sanh ra rồi cái ông đi làm vua liền đâu, mà có ai bầu bén ông Lê Hoàng lên làm vua đâu. Vậy mà ông làm vua mà để lại cái trang sứ o hừng cho chúng ta. Rồi ông Lý Công Uống cũng vậy nữa. Rồi trong triều đại nhà Lý đó có những vị mà quý vị còn nhớ không? Nam Quốc Sư Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư, vân vân. Đó, những cái khí phách anh hùng đó để chúng ta hôm nay là người Việt Nam rất là hãnh diện để mà đọc lại những câu mà phán quyết đầy hùng biển của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Có ai bầu những người đó lên làm vua, làm chúa đâu được đâu. Nên nhớ, cái thiên tài ở bên trong không học nơi nào hết nha. Nên nhớ cái vị kia. Khi mà một cái thiên tài thì không có một cái trường lớp nào dạy được hết. Cái thiên tài bỗng nhiên nó có. Chứ đừng có nói là ai bầu ông lên làm tổng thống, ai bầu ông thế này thế nọ là sai bét. Không có trường lớp nào dạy một người có trở thành thiên tài. Thiên tài vốn nó đã có. Quý vị nhìn xem tổng thống Donald Trump, ông chưa bao giờ ông học qua cái lớp chính trị, làm chính trị nữa, chưa bao giờ biết. Vậy mà ông làm lên làm tổng thống thế giới. Tao nói đi nghe qua gặp tổng thống mà không cúi đầu chào là thiệt mới thấy lạ. Quyền lòng ngưỡng mộ khắp cả hoàng vũ, động lên tới thiên đình. Khi ông phán quyết điều gì, thế giới nghĩ rằng là ông nói chơi. Nhưng một ngày kia, ông nói câu đó tôi nói rồi, bây giờ không cần phải nói nữa. Tôi nói tôi không thừa nhận cái đường lữ bò 9 đoạn, 12 đoạn gì có Tập Cận Bình là tôi không thừa nhận. Bây giờ không có gọi điện thoại qua ngay cái lúc mà tôi busy như thế này, đòi thương lượng thế này, thương lượng thế nào. Tôi đã nói rồi, không được thì thôi. Đơn giản như vậy. Những điều đó, cái ai dạy ông Tổng thống Trump không? Có sách vở nào dạy ông không? Ông là dân thương gia thôi mà. Mà ở trên thế giới này chưa có ai dạy cho bất cứ một vị tổng thống nào cách thức làm tổng thống cả. Chưa bao giờ. Đấy nha. Không có cuốn sách nào bữa nào mình đi ra ngồi phố cái mình coi có cuốn sách nào dạy cách thức mình làm tổng thống. Tôi nghĩ là không có một người nào
mà có khả năng mà viết được cái cách thức làm tổng thống như thế nào, không bao giờ có, mà cả tổng thống khắp thế giới luôn. Cho nên những cái mà quyền chức phận mà nó siêu, nó gọi là siêu rồi, thì không có một cuốn sách nào dạy, không có cái trường lớp nào dạy hết cả, gọi là tự bản tự căn. Chỉ đem danh từ của Phật pháp ra mà nói một câu đó thôi, chứ làm sao mà diễn tả được mà những cái quyền lực cao siêu lên đó, mà có cuốn sách nào dạy để trở thành cao siêu đâu. Cao siêu là tự bản tự căn thôi. Thì ngài Đức Quốc Công của chúng ta cũng vậy. Cha, quý vị nói là được như là Đức Quốc Công chúng ta ngày hôm nay, quý vị nói đùng vét cái có liền hay sao? Quý vị nên nhớ nha, ngài đã sống trong cái thành phố mà gió tanh mưa máu, nơi đó bỏ thứ gì nó cũng tiêu hết, giống như nước biển vậy đó. Biết bao nhiêu các vị học sĩ thức giả, các vị mà khô bản, tôi nói hết bằng cấp này tới bằng cấp nọ, họ có khả năng họ diễn tả lên cả không trung, mà họ níu cả cái không trung lại, chỉ còn là giống như một miếng bánh miếng kẹo được đó. Nhưng họ không có khả năng ngồi lại với nhau hoạch định cái tương lai của một quốc gia, của dân tộc cả. Họ không có khả năng làm điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái thành phố gió tanh mưa máu kia nó xóa nhỏ những con người đó. Và những con người đó mang cái tâm tư yếu kém hẹp hòi và ích kỷ, cho nên không có khả năng chịu đựng được cái cảnh mưa tanh gió máu đó. Ngài Tổng thống Đức Quốc Công của chúng ta xem cái tôi giống như một cái thứ gì không cần thiết, mà ngài đã quý ngài giống là chiếc dép cho quốc dân Việt Nam mang. Ngài xem cái tôi của mình đó, giống như mấy ông sư, mấy cái ông sư ở bên Ấn Độ đó quý vị. Mấy cái ông sư ở bên Ấn Độ đó, họ xem cái tôi của mình giống như là một cái thứ gì đó. Họ không thèm tắm, họ không thèm mặc quần áo nữa. Họ có lúc mà họ chôn họ ở dưới đất luôn. Họ lòi hai cái chân họ quơ là gì, để cho báo cho người đi qua lại biết là ổng ở dưới còn sống, chứ không phải là ổng chết đâu. Nhưng mà ổng ghét cái tôi, tức là cái bản ngã của mình, ổng ghét. Nhưng mà hỏi về vấn đề tâm linh, trời, cái vị đó mới nhã ngọc phun châu, từng lời nói tôi mới khắc ghi vào tâm tư nhẹ nhàng. Nhưng mà cái tôi, những các vị thiền sư cao thâm đó, họ không cần thiết đi ngang qua những cái cơ thể của mấy người đó, thì quái lắm quý vị. Trời, con người mà không đi tắm rửa thì quý vị, thì nó xin lỗi, con thú vật thì nó còn thơm hơn. Nhưng mà ở trong cái này nó mạnh, có khả năng nó nhìn xa hiểu rộng, hướng dẫn cả muôn muôn loài loài, nhìn thấy những cái sự sinh hoạt các vị tinh tú ngoài không gian. Cho nên tổng thống của chúng ta là không chấp nhận cái bản ngã nữa. Vì thế mà dầu mưa tanh gió máu cũng không có thể xóa nhòa được ngài. Bởi vì ngài không có cần thiết cái bản ngã này. Còn những cái bậc học sĩ kia, tại sao họ trách liệm? Bởi vì họ sai cái bản ngã của họ, là họ phải nung đúc cho nó hoành tráng lên, ngon lành, đứng nói chuyện tao nói như là lửa rồng phun lửa vậy đó. Nhưng mà chỉ nói ra tới cái ngày đó, của ngày đó thôi, chứ không có khả năng nói thêm ngày thứ hai nữa. Bởi vì phòng rồng phun lửa mà đốt hết những người nghe là ngày hôm sau không có một người nào tới nữa. Rồi từ đó nó chết liệm. Rồi là một ông B khác đứng lên. Rồi ông C, ông D, ông E, ông S khác đứng lên cũng nói chỉ có ngày đó là hết. Cho đến tới ngày hôm nay, 45 năm trôi qua, có bao nhiêu ngày ở trong đó? 45 năm nhân 365 ngày nhân lên biết bao nhiêu ngày. Nhưng mà có chết liệm hết á. Không có cái ông học sĩ học giả nào mà còn sống còn. Bởi vì cũng là cái tôi của mình to đùng, nó để ở trước mặt nó chen on. Không có đường đi lối về luôn. Họ
không có đường đi, không có cái lối về, bởi vì cái tôi của họ nó trốn ở trước. Và họ chết liệm theo thời gian cũng bởi vì cái tôi của họ. Mà như tình huống như thế, được bao nhiêu người trên thế giới này nhận diện ra cái điều đó là cái điều hại? Được bao nhiêu người? Chỉ có một người một thôi. Người đó, mẹ họ Đào, tên là Minh Quân. Chỉ có người đó nhận diện thôi. Còn những cái đám khác mà nó chết hết. Tiến sĩ chết theo tiến sĩ, luật sư chết theo luật sư, thức giả chết theo thức giả, chết hết. Bởi vì cái tôi, cái tôi là cái tội là cái tội. Tưởng đâu cái ông A chết bởi cái chỗ đó, ông B lên tao nó chết y chang, một nhát kiếm cũng là một cái nhất điểm hồng thôi, cũng chết bởi một cái nhất điểm hồng thôi. Rồi cái ông C thấy ông A ông B cũng chết theo cách đó, mình cũng là đứng lên nghĩ rằng mình cũng học khôn học dạy, cũng đứng lên thành lập ra hội hè rồi cũng chết bởi một nhất điểm hồng mà thôi. Mà 45 năm trôi qua nó chết một cách, một điệu bộ, một cách thôi, không có cách nào khác hơn. Đau thương, thấy không? Là người Việt Nam mà nhìn thấy cái tình huống đó rất là đau thương. Tổng thống Donald Trump ông nói đừng cho ta làm tổng thống, nếu cho ta làm tổng thống thì phải để cho ta tiêu diệt cái xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Lúc ngài làm business, tức là ngài chưa làm tổng thống, tức là chưa có quyền hạn gì hết, mà khi rảnh ông lấy giấy kỳ viết là ông vẽ cái sơ đồ mà đánh xã hội chủ nghĩa bằng cách nào khi ngài đứng lên làm tổng thống. Thấy không? Cái chỗ đó những con người thường làm gì có khả năng vừa tức là thắng cử nhậm chức tổng thống đó, ông bay qua Liên Hợp Quốc, ông phát biểu ở tại tiền đình của Liên Hợp Quốc rằng ta là người sẽ tiêu diệt xã hội chủ nghĩa. Tập Cận Bình nghe tái mặt hết. Lúc mà chưa làm tổng thống, lúc mà ông Donald Trump chưa làm tổng thống, Putin còn phải lên đài phải nói là trời ơi, thấy ông Trump ông tuyên bố kinh quá. Nhưng mà mình cũng phải cùng hòa mà sống với ông Trump chứ. Thấy không? Thấy ông Putin không? Cuối cùng ông cũng nhận diện ra rằng là tổng thống Donald Trump là một người thiên sứ xuống. Mà lúc mà chưa lên làm tổng thống ấy nha, ông Donald Trump vẫn còn đi là vận động thôi. Mà tổng thống Putin ông cảm thấy ông rung động luôn. Tổng thống Putin đang là nắm quyền lực trong tay mà rung động luôn. Chà, trời ơi, tổng thống Donald Trump này lên cái chắc mình chết quá. Nhưng mà mình biết cách mình cùng hòa ở bên trong, mình sống chắc được mà. Thì đã nhiệm kỳ trôi qua, đã sống được rồi đó. Cho nên là đừng cứ nghĩ rằng là cái tình hình này là ai bầu bán cả. Không ai bầu cho ông Trump có một cái lý lẽ mà gần như siêu nhiên rằng là có khả năng là quấn tan được một cái thằng giặc. Mà thằng giặc này là biết bao nhiêu thời kỳ của tổng thống của Mỹ là không có nào dám đụng tới cộng lông chân cái thằng giặc tên là xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà tới ông lên, ông chưa có nổ phát súng nào đó nha quý vị. Quý vị nên nhớ qua bên tàu quý vị xem thử có cái
có cái viên đạn nào ở ngoài hàng không mẫu hạm của Mỹ ở ngoài Biển Đông mà nó bắn vô nước Tàu chưa đó. Chưa bắn phát nào mà nó vậy đó. Mà nó tan, nó gần như nó tan banh ra rồi. À, chưa bắn mà nó vậy mà tới cái lúc mà nó bắn thì không biết nó tan banh nó như thế nào không biết nữa. Thấy không? Bà Thanh Vân bà nói là không, anh tập mà anh ra anh đánh nước Đài Loan của em, nước Đài Loan của em rất là nhỏ và em sẽ không kháng cự lại anh đâu. Em chỉ lên là đục cái thác nước đập Tam Hiệp của anh, cái là xong rồi trôi nước của anh qua bên nước của em liền. Cái câu nói của bà là bà Thanh Vân rất là linh, động lên tới trời luôn. Thấy không? Không cần bà Thái Anh Quân ra tay mà bà chỉ nói bà ước nguyện thôi rằng là em không đánh anh đâu anh Tập Cận Bình, em chỉ lên đập đục kia đập nước Tam Hiệp của anh là đủ rồi. Câu ước nguyện của bà động lên tới ông trời. Ông trời nói thôi được rồi, nàng tiên của ta ở dưới đất hãy an vui vẻ mà ăn tẩm lầu cho nó thoải mái đi, việc kia để cho ta dạy cái tên Tập Cận Bình này cho nó một bài học. Chưa có phát súng nào đấy nha quý vị, chưa có gì hết. Mà như thế là hỏi thử có một phát súng nữa thì sao. Cho nên tóm lại là ngay cái điểm khởi đầu trong mọi tình huống, trước tiên anh xây cái nhà rồi anh phải nằm mơ rằng là anh sẽ xây cái nhà, rồi lúc đó anh phải đi làm kiếm tiền để anh chuẩn bị xây cái nhà, rồi lúc đó anh phải vẽ cái lập lăng lên. Mấy cái lúc đó thì có ai bầu bán đâu, xóm làng nào mà có tới đó bầu bán. Khi mà anh xây được cái nhà lên thì người ta mới tới đó, người ta chiêm ngưỡng, người ta mới đi ăn cái nhà mới của anh, người ta mới đem quà đem cáp tới người ta tặng cho anh. Chứ ngay cái lúc tiên đầu là cái lúc vô cùng khó khăn, mà cái người nào mà muốn là làm nên cái vấn đề mình muốn là mình phải tự mình làm. Như Tổng thống, ngày Tổng thống Đào Minh Quân tự mình ra năm 1980 bước chân đến lại tới nước Mỹ là tự đi củng cố lại cái hiểu biết của mình bằng cách là ngài phải học tốt nghiệp chuyên viên điện toán tại trường Santiago Community College và tốt nghiệp luôn trong cái năm đó, phải củng cố cái trí lực của mình lên, rồi từ đó bước ra nhận chức trách nhiệm thủ tướng của có ba giới là lão niên, trung niên và thiếu niên bầu bán đường hoàng, xác minh đường hoàng, lịch sử vẫn còn để, phim ảnh vẫn còn để đó. Chứ đâu phải là nói rằng là tự xưng đó. Trời, lúc nào lại không có tự xưng hả? Lúc nào không tự xưng. Quý vị rất là chiêm ngưỡng ngày hôm nay trong nước nó thờ hết ông quan công này tới ông quan công nọ, thờ hết ông này ông nọ của người Tàu. Mà quý vị có bao giờ có ai mà bầu bán Lưu Bang lên làm ông vua Hán Cả Tổ không quý vị? Ông là một ngã đi gọi là tiều phu, ngã đi đốn củi rừng, chẳng qua là thấy có con rắn kia nó tới rồi ông rút búa ra ông giết được con rắn đó, rồi từ đó ông quyết định ông đi mộ chiến sĩ đồng quê gom lại thành thành gió thành bão để mà du cứa cổ Tần Thủy Hoàng đó. Ngay lúc tiên đầu đó có ai bầu Hán Cả Tổ lên tức là Lưu Bang mà lên làm vua không? Cho nên quý vị đừng đem cái chuyện mà lúc ban đầu ra mà quái quá. Lúc ban đầu mà cái đòi hỏi là dân ở đâu lúc đó, làm gì lúc đó có dân ở đâu lúc đó mà gọi là bầu bán. Nói hồi không chịu nghe, lên thập gậy bánh xe ông cho một vé bay xuống hầm cầu hết. Xin phép quý vị.
khi mà làm lên chức thủ tướng, rồi từ đó nương theo những sóng gió cuộc đời và những xảy ra chính trị khắp hòn vũ, rồi lúc đó ngài nhận được bao nhiêu sự hứa hẹn của chính quyền của Hoa Kỳ, hết vị tổng thống này tới tổng thống nọ, gửi công hàm Honorable President Đào Minh Quân hoặc là Prime Minister Đào Minh Quân. Ngài nhận được những lá bùa hộ mệnh, ngài biết rằng là chính quyền của Hoa Kỳ sẵn sàng quay mũi trở về lại Đông Nam Á, Thái Biển Đông. Cho nên là ngài không cần phải là trở thành một vị thương gia mà để hưởng nhàn những cái lợi tức riêng tư cho đời mình. Từ đó ngài nhận diện ra cái bản ngã của mình không còn quan trọng, mà quan trọng nhất về vấn đề tâm linh, ý muốn phục vụ quốc dân Việt Nam cho nhân loại ở tương lai, nó mới là cao quý. Vì thế đó mà ngài mới sống còn, bởi vì người ta đánh lên cái bản ngã của ngài, mà ngài đã nói rằng là tôi là đôi dép của quý vị, rồi quý vị muốn đánh lên cúi xuống dưới chân quý vị là thấy có ngài tổng thống Đào Minh Quân ở dưới đó đó, muốn là nhổ nước miếng nước bọt cái gì á, đạp dơ bẩn cái gì cứ lấy đôi dép là đạp lên ha. Cho nên ngài sống còn vấn đề tâm tư, cái lý tưởng ở tâm tư chỉ có ông trời mới đụng vô thôi, chứ còn nhân gian thì chẳng có một người nào có khả năng đụng vào cái tâm tư lý tưởng của mình cả, đúng không? Không có một người nào ở dương gian này mà có thể đụng vô cái tâm tư lý tưởng của mình cả. Vì thế ngài chọn là dùng cái tâm tư lý tưởng của mình để phục vụ tha nhân. Và ngài không cần quan tâm đến bản ngã. Cho nên bây giờ thiếu gì những người mà họ chửi bới, họ chà đạp lên cái bản ngã của ngài. Tôi nói, bản ngã của ngài, ngài là đâu ghét rồi, còn đòi gì nữa, trời ơi. Đòi gì, cái gì mà hạ thấp nhất của ngoài xã hội, ngài là đó đó, ngài là cái đó đó. Ngài là cái thấp nhất đó. Không nhìn xa hiểu rộng tới cái chỗ đó một chút xíu, để chúng ta hài hòa củng cố nhân lực, trí lực trên cái con đường cứu quốc. Mà cứ ngày tao đọc thục cây bánh xe nói rằng là ai bầu như thế này, ai bầu như thế nọ, đem toàn là ba những cái chuyện mà phải nói là lưu bịch, thiếu ý chí, quyết tâm, vô trách nhiệm. Mà ở trên thế giới này người ta giữ gìn xem trọng bản ngã, ta mới chết cái dọc đường, chết. CHETS là chết sạch chết. Vậy mà hễ mỗi lần có người nào, học sĩ nào đứng lên cái là cũng là đem bản ngã mình ra, là cho mình như thế này, cho mình như thế nọ, làm chưa xong mà đem ra cái bản ngã, nói cái tâu lên, bự ra. Rồi cuối cùng, tắt thở theo thời gian. Quý vị xem thử coi, khắp bốn phương trời còn không? Có một nhân sĩ nào, cái chánh đảng nào, ông A, ông B, bà C, bà B nào, văn bằng thì có thể là che lấp cả mặt trời luôn, nhưng văn bằng không cứu nổi một lời nói dân hiến cho quốc dân, cho đại nghĩa. Sao cái gì họ cũng giỏi hết mà không, họ không có khả năng đem một lời nói của mình để phục vụ quốc dân đang mong chờ đau khổ ngày hôm nay. Họ không có khả năng làm chuyện đó. Bởi vì sao? Họ há miệng ra là họ thấy cái tôi của họ trước cái đã. Là vậy. Cái tôi họ to đến mức độ vậy.
Ở bên Mỹ, quý vị, khi mà quý vị làm đồng, quý vị còn muốn là đi làm thêm 5 cách nữa. Không có ai mà thấy cơ cơ hội mà kiếm ra tiền mà bỗng nhiên bỏ ngang giống như ngài tổng thống nằm quân được. Nên nhớ ở trong cái thời điểm đó nha. Mà tôi lúc đó tôi chưa bao giờ biết ngài, mà tôi ở Na Uy nè, tôi học về điện toán nè, năm 1980 86 87 gì đó. Có một bạn kia nó cũng học về điện toán giống như tôi, nên tới nó nói: "Ê mày mày mày, tao tao thấy ở bên 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 nước tao nghe ở bên nước Mỹ nó có một cái máy tên là Dow Computer. Tao nghĩ là có người 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 Việt làm ở đó, giờ mình liên lạc với lại mấy người bên đó để mình mua cái máy đó về." Dow Computer, mà lúc đó tôi ở Na Uy là tôi đã nghe rồi. Mà lại công ty chính ngài là người chủ tịch để mà hướng dẫn làm ra cái pilot. Cái pilot là cái bộ não, cái brain ở trong cái máy laptop đó quý vị. Là nó phải có cái đó thì nó mới gần giống như là ông chủ tịch mà điều khiển công nhân này. Cái BIOS đó. Là chính ngài tổng thống đầu nguyên của chúng ta làm nên, mà hôm nay cả thế giới dùng nó và dựa vào đó phát triển thêm lên vậy đó. Có ai dám bỏ cơ nghiệp đó mà đi làm một cuộc cách mạng tâm trị không? Khi làm đồng họ còn muốn kiếm kiếm thêm 5 cách nữa không? Vậy mà ngài bỏ hết cơ nghiệp đi vô tụ như được, sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất mà chung quanh biết bao nhiêu sự cám dỗ, biết bao nhiêu sự cám dỗ mà ngài còn sống còn. Hỏi thử cái bậc học sĩ thức giả kia có kẻ nào mà dám được không? Dám được rời khỏi cái chăn êm nệm ấm của mình để vào tụ nghĩa đường một cách lạnh lùng nơi hoang dã như thế đó. Mà điều đó ngài đi rất là đúng theo cái con đường gọi là cái được con đường tâm trị. Vì các vị đại tiền bối, đại Bồ Tát ngày xưa của nước Việt Nam chúng ta sao? Người ta cũng phải là không cần thiết là phải ăn sen mặc đẹp, mà lại đi ngay vô trong rừng sâu trên núi nó hiểm trở lạnh lùng đói khát đó, đó tự ngồi tu niệm lấy dục cái bản ngã của mình. Ai cũng vậy, các vị Bồ Tát ngày xưa cũng vậy. Thì ngài tổng thống chúng ta ngày hôm nay cũng nhìn nhận rằng cái bản ngã không cần thiết nặng nề, công khó chăm sóc nó, bệnh tật cũng phải chăm sóc nó, phải mặc áo gì dày cho nó khỏi, cho nó chịu đựng gió sương, phải ăn uống cho điều độ, phải nuôi dưỡng cái cơ thể nặng nề của bản ngã. Ngài đánh bỏ hết, mang cái lý tưởng cao siêu vào tụng nghĩa đường. Cộng thêm, ngài cũng có một cái lý do. Các vị Bồ Tát ngày xưa đã nhận được một cái lệnh rằng là cứu rỗi dân tộc, nhân loại, đúng không? Cho nên các ngài Bồ Tát có khả năng là ngồi tịnh tâm trên núi rừng thiêng nước độc mà sống còn. Thì ngài tổng thống đầu quân chúng ta hôm nay cũng tương tự như thế đó. Ngài nhận được những công hàm đó là cái gì? Lá bùa hộ mạng. Cho nên đó là ngài nói mà lúc đó không cần thiết phải đi làm business nữa, không cần thiết phải kiếm tiền để nuôi cái bản ngã nặng nề này nữa, bạn hết nhìn trên tay nắm những cái lá bùa hộ mạng là những công hàm của các vị nguyên thủ quốc gia của Mỹ trong một thời đã gửi đến. Nhiêu đó là đủ, và nhiêu đó làm nên cái chuyện ngày hôm nay. Còn những thời gian ngắn nữa mà chúng ta sẽ đạt được tới con tàu trở về lại quê hương. Chào quý vị mới vào chương trình. Là một sự ý chí
thách thức tàn bạo chứ không phải là vừa. Quý vị ngày hôm nay quý vị qua bên Cali, quý vị dám ngồi nói chính trị không? Nói xin lỗi ra tiệm cà phê thằng nào cũng là ngồi mang cái tâm tư một cái thái cực riêng biệt, không có nào hỏi thăm nào hết trơn, không có nào mà bàn luận về về vấn đề chính trị hết. Nói lát là chi, nói sao ly cà phê có thể bay bóng ở ngoài không gian, nó rơi lả chả vô trong quần trong áo của mình luôn, để chẳng có nào chịu thua nào hết trơn ở Cali. Cho nên những cái bậc mà thức giả diễn giả kia không có khả năng lên ngồi nói chuyện trong cuộc họp mới kêu gọi thì vô cùng đông, nhưng mà nói có nửa cuộc họp thôi là thấy ở cái ghế trống trơn, chỉ còn diễn giả với lại người giữ trật tự ở đó nghe thôi, người ta bỏ thì về hết rồi. Ngày hôm về về lại ông diễn giả đã tối ngủ, ông ngồi suy nghĩ, ông quên ăn bữa cơm chiều luôn, rồi ngày hôm sau kiệt sức, rồi không còn có khả năng tổ chức cái cuộc họp trở lại nữa. Tình huống đó nó xảy ra 45 năm trôi qua rồi ở nước Mỹ đó quý vị. Mà không phải nói nó ở Mỹ đâu, nãy giờ tại vì mình đứng về cái mặt mình hướng về nước Mỹ, mình nói về nước Mỹ, xứ Na Uy có tôi này nè, không tương tự gì, cả khối Âu Châu này tương tự như vậy, chẳng có nào đứng lên nói được câu gì, nói câu trước câu sau, tự bơi sao. Cái tôi có những con người mà đứng lên nó lớn quá. Cho nên thấy ai đụng tới cái tôi của mình, tối về ăn không được, ngủ không được, sáng hôm sau kiệt sức rồi nằm đó. Chứ có nào dám mà nói tôi quý tôi giống như đu dắt của anh chị em, có nào dám không? Cho đụng tới một sợi lông chân của những con người đó hả, nó lên báo, nó khẩu chiên, nó bút chiên như mình hàng tháng luôn, nó mướn, nó thuê người lên mở diễn thông như chúng ta để chửi mắng hàng ngày hàng rằm luôn. Giống như có một số bọn là nó lên nó cài bàn phím lên mở diễn đàn, nó cài bàn phím nó nói tiêu cực về chính phủ Đề Tam Việt Nam ủng hộ của chúng ta vậy đó, không có thằng nào dám ví mình như là đu dét. Trên đời này chỉ có một mình ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân mà thôi. Tôi thưa như thế đó để cho quý vị lọc lại cái tâm tư của quý vị, bỏ đi những cái gì mà ngày xưa giờ quý vị nghi ngờ. Và quý vị thắc mắc tại sao trên thế giới này không còn có một cái chánh đảng nào nữa. Mà chỉ còn có cái Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, đó là cái phao cuối cùng. Và cái quyền năng có thể là giải thể tà quyền cộng sản mà không cần phải dùng tới súng đạn. Và tiểu sử của Tổng thống ngài Đào Minh Quân cũng là một cái tiểu sử xóa đi cái lý tưởng dơ bẩn mà tập đoàn cộng sản nó kéo cái tên Hồ Chí Minh dâm tặc trong tâm tư của quốc dân Việt Nam của chúng ta. Ngày xưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, năm nay là 45 năm trôi qua. Nếu mà ai sinh ra cái thời đó, năm nay người đó 45 tuổi. Vô trong giường trẻ nó muốn cấy hình Hồ Chí Minh vô trong đó, nó cấy rất là hay, rất là logic. Nói rằng là các em nó chờ cho mấy đứa con nít đói quá, đói hết rồi đó, nó ngồi đó, nó ngồi đi chờ cơm, nó nói là các em đạo Phật thì nhắm mắt lại cầu nguyện ông Phật ông sẽ cho cơm ăn, các em nhắm mắt lại cầu nguyện quá trời, mở mắt ra không thấy hộp cơm nào. Rồi nó hỏi các em nào ở bên Công giáo hãy cầu nguyện Chúa, rồi các em cầu nguyện Chúa mở mắt ra không thấy hạt cơm nào hết. Nó nói các em tóc cả đạo Công giáo cũng như là Thiên Chúa giáo nhắm mắt là hết, cầu nguyện bác Hồ ơi, bác Hồ ơi, tụi con đói quá rồi, bác Hồ cho con cơm ăn, cho kẹo cho con ăn. Các em nó nhắm mắt lại, nó cầu nguyện như là các cô đó, lấy kẹo, lấy bánh, lấy thức ăn để khắp nơi trong bài học. Các em mở mắt ra nhìn thấy wow, có đồ ăn, có bánh, có kẹo, quá ngon quá, ngon quá.
cầm lên một miếng bỏ vô miệng ăn là phải nói một câu cảm ơn bác Hồ nha. Các em nên nhớ nha, hãy cảm ơn bác Hồ nha. Các em cầu nguyện bác Hồ, bỗng nhiên bác Hồ có bánh có kẹo cho các em ăn đó nha. Thấy nó cay, nó cay cái tên dâm tặc vua tư tưởng trong lành của tuổi thơ Việt Nam không? Không riêng gì tuổi thơ Việt Nam nó ảnh hưởng như thế đó, mà nó còn á, tuổi thơ đó, các em nhỏ đó, nó mang cái lý tưởng đó, nó mang cái hình hài Hồ Chí Minh về, nó cấy vô trong đầu cha mẹ của nó luôn, mà cha mẹ của nó không dám nói một lời. Nó về thì chỉ nói một câu, mẹ ơi cha ơi, bữa nay là wow, con ăn rất là ngon, bởi vì chúng con cầu nguyện bác Hồ, cô giáo nói cầu nguyện bác Hồ, rồi cái bác Hồ cho chúng con ăn, có kẹo, có đồ nữa đó ba mẹ ơi. Ba mẹ biết là con của mình bị nhiễm độc trùm của những cái bọn cô giáo kia rồi, nhưng cũng phải nắm tay đứa con mình khen, con ngoan, cầu nguyện bác Hồ cho con ăn. Chứ có cha mẹ nào dám nói, con ơi, nó bà xạo con à, là xong liền, là xong gia đình đó liền. Bởi vì ngày hôm sau, các em đó, nó lên học, cô giáo hỏi, các em về các em có khoe cha mẹ các em rằng hôm qua các em được bác Hồ cho bánh kẹo, đứa nào cũng giơ tay nó nói có, ba mẹ có con tới còn vuốt ve con nói nữa, trời con ngon nên bác Hồ mới cho bánh cả kẹo. Chứ dạy bữa đó mà nói con ơi nó xạo, nó cấy cái thứ dơ bẩn vô trong cái đầu của con là nó lên nó học bài cô giáo đó là xong đời cha bà mẹ kia luôn, thấy tàn bạo. Đứa con nít mà nó cấy được cái lý tưởng dơ bẩn nó tới cha mẹ nó, mà cha mẹ nó biết mà cha mẹ nó cũng không dám làm được cái gì, thấy chưa? Cho nên cái thứ như là tài lê này là cái đám ngu sủng nhất trong cái đám ngu sủng. Cho nên đó là nó cấy như thế đó. Vì thế đó mà trong tâm tư người quốc dân Việt Nam ngày hôm nay là gọi tên Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, còn đem hình hài nó vô trong chùa cúi xuống lạy lạy bác Hồ ơi cho con trúng số buổi chiều nay đi. Nó đem súng vô nó bắn, nó đem gậy vô nó đánh, trời nó đánh nó lâu sần sờ. Tiên sĩ cha nó ngày xưa tôi nuôi nó, tôi cho nó thiếu cái giọng, cái áo, cái quần mos này, cái đôi dép nọ, cái nón kia tôi mua, tôi tặng, tôi đưa cho nó. Hôm nay nó lấy lại đất nước, nó có quyền, có hạn trong tay rồi. Bây giờ nó đánh tôi là mẹ Việt Nam anh hùng, là trời đất ơi. Nó lôi tôi sình sở như con chó ghẻ như thế này. Việt Nam Cộng Hòa ơi, cứu tôi. Việt Nam Cộng Hòa ơi, cứu tôi. Thấy không? Một bước xa cơ lầm đường lẹt lối là mang cái họ vào thân. Nên nhớ nha. Rồi bây giờ nó đánh ha. Ngày xưa mà giấu nó trong nhà mình nuôi cho nó ăn. Ngày hôm nay nó có quyền hạn. Nó cầm cây nó quấn lại. Nó quấn thôi. Nó quấn cho lòi cái khôn ra. Vậy đó. Vậy mà không tỉnh nổi. Trong quốc dân Việt Nam, ở trong nước, tôi nói quý vị trong nước nắm cái quyền hạn ở trong tay mà quý vị không bao giờ biết được, thật sự khó thiệt. Quý vị nắm cái quyền hạn ở trong tay, cái quyền hạn đó quyết định được cái vận mệnh của một cái dân tộc. Tất cả chúng ta ở trong nước áp đảo, trưng cầu dân ý hết tất cả. Sẽ xóa đi cái tàn dư tập đoàn cộng sản kìa. Quý vị có cái quyền, cái hạn, mặc dù ở trong cái sự kèm kẹp có tập đoàn cộng sản hay chăng nữa, không quan trọng cái chuyện đó. Quan trọng hay không là quý vị có dứt khoát chấp nhận có một sự thay đổi gần đây không? Từ bỏ cái tâm tư của cộng sản trong tâm tư của quý vị không? Chỉ cần quý vị quyết định như thế đó, phần còn lại để cho những người có trách nhiệm. Chứ còn quý vị ngày hôm nay quý vị la ta thét lên hết clip này tới clip nọ là quay lên nhìn thấy là công an nó quân, nó hà hiếp, nó đập, nó đánh tới đấy. Hết thằng phó phòng công an mà đi lấy vợ trộm của thằng thư ký của mình đồ trong phòng khách sạn, bị người ta phình lên tới đấy, một cái xã hội nhục nhã.
con cháu có cái tên già hồ, con quỷ râu xanh hải, con nít thì nó lai xanh, những cái loại con ký sinh trùng dơ bẩn đó, nó làm cho cái xã hội nước Việt Nam mà không còn cái văn hóa gì cả. Bây giờ nó dạy trai gái là bằng cách là mẫu trước khi mà muốn ân ái là phải là cái gì làm cái bản dạo dạo đầu trước khi ân ái. Tôi nói nó mua con trai thì phải cầm một cái trái chuối ra để ngay ở dưới cái hé, nó bắt cô con gái kia là cúi xuống là ăn cái trái chuối, nút cái trái chuối nó huấn luyện cái sinh dục, nó ngợi cảm lên để quên đi cái sự đàn áp của chúng nó lên trên quốc dân Việt Nam. Nó làm cho tuổi trẻ mù mịt mê muội đi, nó hướng dẫn cái tuổi trẻ là nghĩ tới cái chuyện dâm dục mà không cần nghĩ đến tới cái chuyện an nguy của quốc gia. Rồi là mấy thằng là có quyền cao nó kêu mấy con cô giáo kia là phải làm tiếp viên. Rồi cũng là tổ chức ra một cái trò là thầy cô là đứng cầm cái trái chuối hoặc là trái dưa leo để ngay dưới của cái bộ sinh dục đó, rồi là các cô giáo là các học trò là đứng nó cúi xuống mà ăn cái trái dưa leo đó hoặc là ăn cái trái chuối đó. Một hình thức dạy sinh dục một cách lố bịch thiếu văn hóa. Một cái xã hội tồi bại có tập đoàn cộng sản lai xanh bởi cái tên Hồ Chí Minh dâm tặc kia. Cho nên ở nước Mỹ sống còn như ngày hôm nay, như Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân, chỉ có một người đó thôi. Chứ không phải có nhiều người đâu. Nếu có nhiều người ác hẳn nó nên dốc nên hình, nó lòi ra chắc là hoành tráng lắm rồi. Nhưng mà không bao giờ có đâu quý vị. Không bao giờ có. Và hôm trước tôi có thưa rồi, tôi nói là cho một người nhân sĩ nào, một người thức giả kia, một đảng phái nào, một chính phủ kia mà có được một cái tờ giấy gì, cái công hàm nào từ cổ công quyền của nước Mỹ mà gửi đến thì chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa nhân nút biến ra không gian luôn. Tôi đã thưa lúc trước rồi, may ngày hôm nay tôi cũng vẫn giữ cái lời hứa đó. Nói chuyện chúng tôi phải chứng minh, chúng tôi đem cái sự là vinh nhục ra đây để tôi chứng minh cho quý vị chứ. Chứ đâu phải là tôi nói là tôi nói không đâu. Nói ở đây trên truyền thông như thế này giống như là tôi báo cáo hết cho tất cả khắp bốn phương trời biết rằng nếu cá nhân của quý vị, chánh đảng của quý vị, chính phủ của quý vị có nhận một công hàm nào từ của cả các vị nghiên thủ quốc gia của Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Quốc đã gửi tới chưa? Nếu có thì chúng tôi tự nhấn nút cho chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa biến ra không gian luôn. Tôi đã nói như thế đó. Còn cái gì hơn những cái gì tôi mới vừa tuyên bố? Cho nên ở trong nước bây giờ quý vị nắm đầy đủ cái quyền hạn ở trong tay mà quý vị còn chần chờ, còn nghi ngờ. Những cái nghi ngờ, cái chần chờ của quý vị nó sẽ ảnh hưởng trên cái con đường mà cứu quốc đến mức độ nào quý vị biết không? Cái chần chờ của quý vị là một cái vô cùng trở ngại, lưỡng lự, không có quyết tâm. Nếu ngược lại quý vị đồng lòng phát triển cái trào lưu trưng cầu dân ý, quyết tâm lên. Bởi vì trước sau quý vị cũng phải trưng cầu dân ý. Nhưng mà ngày hôm nay quốc dân chỉ cần là một vài giọt xương thôi cũng có thể là sống còn được, mà quý vị không làm, không trao cho những cái giọt xương đó để ngày mai kia khi lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay khắp bầu trời nước Việt Nam, lúc đó quý vị mang hàng phi nước tới thì chúng tôi lúc đó đâu có cần cái hàng phi nước. Ngày hôm nay chúng tôi cần chỉ một vài giọt xương của quý vị là đủ.
Quý vị đợi cái mâm cao cổ đầy đó là thật sự đáng tiếc. Nhưng mà đợi mà thường ngày gần đây quý vị sẽ biết cái sự chần chừ của quý vị nó làm trở ngại cho quý vị đến như thế nào. Quý vị sẽ thấy cái sự chần chừ đó, cái sự trở ngại đó nó vô cùng như thế nào. Ok quý vị, chúng ta cảm ơn cho một ngày thứ hai đầu tuần. Bây giờ mời quý vị nghe bài nhạc cho thật là nhẹ nhàng. Cho quý vị êm dịu tâm tư. Em hỏi anh sao mối tình yêu hằng sâu, đôi ngã chia lìa nhau khi bình an đi đến thương nhau. Bye bye Phương Nhi. Bye bye Giác Viên. Tình cảm. Chưa khi anh lên khơi không phai màu hòa trâu sáng trên cao, kinh đô một niềm riêng hai ma đời chờ anh ở bên sư tỷ Đức Mai. Tôi không phải suối đâu, nghe Nguyên Thanh, cái này tôi không phải suối mà trách nhiệm của người quốc dân nên làm. Giờ không có ai suối ai hết, ai cũng lớn rồi, trong thế kỷ 21 rồi, nãy có cái người tên Phú nói đó, không ai suối ai hết. Dạ dột, không có chữ suối trong đây, không có chữ cầu mây trong đây nha. Chào Kim Văn, chào tình cảm với ba quý vị. Bye bye 19-8 tên. Thật sự cái nick nào. Đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yên vui không lừa mau. Chào Tâm Lê, bye bye Mari, Anna Maria. Em ở kinh đô một niềm yêu anh và đời chờ. Anh ở bên thủy xa hương về em đang sóng bơ vơ. Trời trở mưa trên đồng hoa nắng lừa. Để tình yêu hai đứa khi hoa nở đúng. You'd heard Zodiac Killer.
and you heard it, Son of Sam. Nhìn cách đi hẳn vân đời lính vui buồn ai nào biết thiêu người thanh mới sống âm thầm miệt mài nữ đi ăn vua hết trăm phần trăm kính chào Kim Hoàng, bye bye. Hành quân mình uống vui buồn vui đại lính lâu gặp quá uống hết ly này mình mừng nhau uống nước đi ăn vu hết trăm phần trăm bye bye Phương Nhi. Bye bye từ mấy ca. Dù hết cơm phần trăm. Bye bye từ cấm. Biển siêu đánh bước bao anh sau người ơi. Bye bye Kim Hoàng, bye bye quý vị.